Trời ơi, tự giờ có đăng đâu? Hả? Tự giờ có quay đâu? Đây giờ mới quay nè. Đây là nhà của Holyfield, cụ võ sĩ quyền Anh của Mỹ. Nhà này đã bán để trả nợ. Bán cho ca sĩ da đen. Đã bán cho một ca sĩ da đen có tên là RR gì đây cũng không biết. Đây là cái cổng nhà gác. À đây. À, có miếng đất rộng khoảng 100 mẫu, có sân con, hồ nước, trại ngựa đầy đủ, khủng khiếp. Cái nhà này đã được bán 8 triệu đô để trả nợ. À, chu để ra lấy tiền chu cấp cho 11 người con của Holyfield. À, cái này căn nhà ở ngoại ô Atlanta. Đây sân gôn đầy đủ hết, nằm trên một đồi. À, đầy đủ hết. Nhà này xây khoảng 25 triệu đô nhưng mà bán được 8 triệu thôi. Hai đọc tiếng Anh này là gì? Không thấy. Quà cổng à. Mấy câu my name cổng chính nè. Quà mấy câu văn chương. Ngôi nhà này gần nhà bà chị. Vì bán cho một ca sĩ da đen, không giờ tối quá không có vào được tham quan. Khiếp. Tài sản 200 triệu đô của cuộc tay trắng. Bye. Ngôi nhà mới ướt, nằm rút trong sâu. Bài, phải ban ngày rồi gõ rồi, ban đêm mờ quá. Ca sĩ da đen có tên là R mà không biết tên gì. À, cái cổng được quay đẹp tổng thể. Cái này là cổng trước của nhà Holyfield. Bye. Ừ, trực tiếp luôn mà. Để chụp hình cho. Để quay đây. Trực tiếp nhà Holyfield chung với bà chị. Này rầm đại lộ gì hay? Hay quay. Tại vì nhà nằm lúc có chồng không ai vô được. Tới nó nghĩ chụp hình nhà Holyfield cũng ok.